Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Liêu Quang, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Nghệ An về các giải pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bão số 1 có tên gọi quốc tế là Talim. Đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, bão có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều ngày 18 tháng 7, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Bão cũng sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc, lượng mưa dự kiến từ 240 đến 500 mm kèm theo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, rông lốc, lũ quét và ngập lụt. Trong đó, tỉnh Sơ La nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra rông lốc, sạt lở đất, ngập lụt, mưa lớn kéo dài. Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 5.188 tàu, 26.183 người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 533 tàu và phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 1. Về nuôi trồng thủy sản, các địa phương đã thông tin về bão cho người dân để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Về tình hình du lịch trên biển, tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 7, tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn tổng số 17.414 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo toàn bộ du khách đã nhận được thông tin về bão và bắt đầu di chuyển về đất liền. Với hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, mực nước các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đang thấp hơn mực nước cho phép. Kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương theo sát diễn biến của bão thực hiện nghiêm công điện số 646 ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không được chủ quan dù đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống bão. Phó thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành địa phương phải chủ động linh hoạt, phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng phó với diễn biến của bão, tiếp tục chuẩn bị chu đáo nhất có thể với mục tiêu không để xảy ra thiệt hại về người và thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản của nhà nước và nhân dân.